Cá Coi Bá Thời chuyên cung cấp coi Việt chất lượng, giá cả hợp lý với kích thước đa dạng từ nhỏ đến lớn, đa dạng dòng và đa dạng màu sắc cho sự lựa chọn của bạn. Hãy đến với Coi Bá Thời để được thỏa mãn đam mê. Chi tiết xin liên hệ 0969 102271 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn các bạn. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bá Thời. Đã lâu rồi mình không có dịp để chia sẻ với các bạn về những lô cá mới lên. Cũng do tình hình chung là dịch bệnh đó các bạn. Thì hôm nay sẵn dịp những cái lô cá sau cái mùa dịch bệnh đã tạm lắng tạm ổn, thì trại mình cũng đã bắt đầu nhen nhóm những cái lô cá mới lên để xuất ra cho tất cả các bạn cùng nuôi và cùng thỏa mãn niềm đam mê ha. Thì như các bạn đã và đang xem, thì các anh em trong trại mình đang kéo cá từ ở dưới ao lên. Và theo quy trình thì cá đang ở trong ao thì anh em trong trại sẽ kéo lên vận chuyển về nơi dưỡng cá các bạn. Mình thì mình gọi là vèo dưỡng cá ha. Sau đó thì sẽ dưỡng cá trong một khoảng thời gian cho cá nó quen nước đi, và mình sẽ xử lý cho những trường hợp cá bị bệnh hoặc là bị vấn đề gì đó. Nói chung là mình sẽ dưỡng cho thật sự là ổn thì mình mới bắt đầu mình gửi cho các bạn. Sau đó khi xuất ra thì các bạn đem về các bạn dưỡng lại cho ổn định với nguồn nước của các bạn đang nuôi ở tại nơi của các bạn nữa, thì các bạn đã bắt đầu thỏa mãn niềm đam mê với cá coi của các bạn rồi. Và mình cũng xin nói thêm, mình xin chia sẻ thêm về những lô cá mà mình đang lên ha. Thì lô cá này như các bạn đang xem thì là lô cá nhỏ. Và ngoài ra thì cũng có một số lô cá có size lớn hơn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những lô cá nhỏ cũng như là những lô cá lớn. Về lô cá nhỏ, về size, nó sẽ dao động trong khoảng từ 10 cho tới 15cm một con. Thì nó tầm khoảng nửa gang tay của mình đó các bạn. Thì nó sẽ nằm trong dao động trong khoảng đó. Và về ký á, thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 15 hoặc là 10 con cho tới 20 con trên một ký. Thì nó sẽ dao động trong khoảng đó. Nó có thể là 12, 13, 14 cho tới 20 con, hoặc thậm chí là 21, 22 con trên một ký. Đó, thì về màu sắc thì như các bạn đã và đang xem trực tiếp ha, nó sẽ có một số dòng cơ bản đáp ứng với nhu cầu của các bạn ở mức độ vừa. Thì ở sẵn đây mình cũng xin được chia sẻ thêm là cá bên mình do cá Nhật ép ra, nhưng nó đã lai qua nhiều thế hệ rồi. Và tính theo lý thuyết thì nó đã là F2, F3, F4, F5, F6 rồi, và thậm chí là F10 còn hơn nữa. Cho nên mình chấp nhận bên mình là cá Việt. Các bạn đến với trại mình vui lòng hãy gọi là cá Việt. Và cũng xin đừng so sánh, và cũng đừng hỏi mình những câu như là F1 v.v. thì mình rất là khó trả lời. Và mình cũng xin chia sẻ thật tình là bên mình là cá Việt. Các bạn đừng so sánh cá mình với cá Nhật mà tội nghiệp trại bên mình. Mình cũng xin được cảm ơn các bạn là bởi vì mình đã tuyển chọn rất là kỹ, cho nên mới được những chú cá có chất lượng cũng đáp ứng tương đối vừa tầm mắt của các bạn. Cho nên là các bạn hỏi mình là cái này có phải là F1 hay không, mà tại sao màu nó lại dễ xem như vậy, nó lại ổn như vậy, thì đó cũng là một cái động lực cho mình. Bởi vì cá của mình có thể là cũng ổn, cho nên các bạn mới hỏi mình như vậy. Tuy nhiên mình chấp nhận là cá Việt nha các bạn. Và những cái size lớn hơn á thì nó sẽ dao động trong cái khoảng là từ 2 con/kg nè, hoặc là 3, 4, 5 con/kg nè, hoặc thậm chí là 5, 6, 7 con/kg. Các bạn đã và đang xem những cái lô cá mà mình đang chia sẻ với các bạn trong clip này. Nếu mà các bạn có thương tình, các bạn ủng hộ, các bạn có nhu cầu mua và tận hưởng đam mê những chú cá, thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho mình với số điện thoại trên màn hình đó các bạn, 0969 102271, để gặp Bá Thời thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trực tiếp. Về giao cá thì mình sẽ liên hệ với những cái xe khách để mình có thể giao cho các bạn ở các cái tỉnh gần xa. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình đi, thì mình sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn trực tiếp cho các bạn nhiều hơn. Bởi vì trong video này thì mình không thể nào mà mình chia sẻ được hết những cái vấn đề nhạy cảm đó được. Các bạn nào có chơi cá, và đối với những anh em mà kinh doanh chơi cá coi á, thì có thể các bạn sẽ hiểu vấn đề này. Tại sao mà cái người bán người ta không bao giờ để giá cá, hoặc là nói thật là cặn kẽ chi tiết, so sánh giá trong giá này giá kia. Đối với một số trại cá thì nó là như vậy, các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi, các bạn xin nhắc lại là số điện thoại của mình là 0969 102271. Bá Thời, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình đi, mình sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các bạn. Rồi,
clip của mình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, share, subscribe kênh để ủng hộ mình, để mình làm những video tiếp theo để chia sẻ với các bạn nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.